Ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn, cụm xã Mường Bo, Liên Minh, Bản Hồ, thị xã Sapa đã tổ chức lễ hội xòe mừng đảng mừng xuân, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Phần lễ được thực hiện trang trọng với việc dâng các sản vật do bà con sản xuất ra trong năm, biểu thị lòng thành kính của dân bản với thần nông, vị thần cai quản ruộng nương. Sau phần lễ là phần hội, cùng với điệu xòe đặc sắc và các điệu múa truyền thống của dân tộc Tày là các trò chơi dân gian đặc sắc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chơi quả lệ, đánh én, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất thú vị. Không khí vui nhộn, người dân ở đây thì tốt bụng. Tháng năm vào tháng gì tổ chức cái lễ hội xòe mừng đảng mừng xuân với ý nghĩa là để cầu mưa cho mưa thuận gió hòa, nhân dân sức khỏe, mùa màng bội thu. Lễ hội được tổ chức nhằm gìn giữ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.